Chiều ngày 14 tháng 10, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Sóc Trăng đã có cuộc họp với các thành viên hội đồng nhằm đánh giá tình hình hoạt động Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Sóc Trăng 9 tháng của năm 2022 và đề ra các giải pháp hoạt động trong thời gian tới. Trong 9 tháng qua, công tác bảo trợ trẻ em triển khai đúng tiến độ và đạt hiệu quả thiết thực, có trên 26.500 trẻ được chăm sóc, trợ giúp với kinh phí thực hiện hơn 5,1 tỷ đồng. Quỹ bảo trợ trẻ em đã tích cực vận động các tổ chức xã hội, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ cho trẻ em như chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị bệnh tim, cho học bổng, dụng cụ học tập và xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ tiền và sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu và tháng hành động vì trẻ em. Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng đã trao đổi thảo luận về công tác phối hợp tuyên truyền vận động các nguồn lực hỗ trợ cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em bị xâm hại, đề xuất kiến nghị giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Phát biểu tại cuộc họp, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Sóc Trăng thống nhất với việc kiện toàn Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh theo hướng mở rộng, đồng thời tranh thủ các nguồn lực để tiếp tục triển khai các chương trình dự án cho trẻ em trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các thành viên hội đồng theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị phải quan tâm đến việc trợ giúp, chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em có điều kiện phát triển tốt hơn trong cuộc sống. Sáng nay ngày 14 tháng 10, câu lạc bộ hưu trí xã Phú Tâm, huyện Châu Thành đã tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2025. Đến dự có ông Huỳnh Thành Hiệp, nguyên phó bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, chủ nhiệm câu lạc bộ hưu trí tỉnh Sóc Trăng, cùng lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, nhằm tạo điều kiện để tập hợp các đồng chí có quá trình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng quê hương, nhất là các đồng chí lãnh đạo đã nghỉ hưu trên địa bàn xã Phú Tâm nói riêng, huyện Châu Thành nói chung. Câu lạc bộ hưu trí tại xã Phú Tâm được thành lập vào năm 2021, có 12 thành viên. Trong nhiệm kỳ lâm thời, câu lạc bộ đã huy động quỹ trên 18 triệu đồng, vận động giúp đỡ bà con bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với số tiền 40 triệu đồng và trên 86 triệu đồng hỗ trợ quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ neo đơn tại địa phương. Nhiệm kỳ mới, câu lạc bộ có 20 thành viên, thống nhất 100% bầu chọn đồng chí Lý Công Mẫn, nguyên phó bí thư thường trực huyện ủy Châu Thành, giữ vai trò chủ nhiệm câu lạc bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Tiếp nối chuỗi tọa đàm tốt đất khỏe tay của công ty cổ phần Land Agrivo phối hợp với tập đoàn Adama tổ chức. Sáng nay, ngày 14 tháng 10, tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, buổi tọa đàm đã diễn ra với hơn 350 quý đại lý và nhà vườn đến từ các huyện, thành phố thuộc tỉnh Đắk Lắk tham dự. Tại buổi tọa đàm, bà con nhà vườn đã đặt nhiều câu hỏi về các vấn đề trên cây trồng như việc cung cấp dinh dưỡng cho cây, đảm bảo môi trường đất, các bệnh hại phổ biến như nứt thân xì mũ trên cây sầu riêng, rệp sáp trên cây cà phê, cũng như làm sao để áp dụng giải pháp một cách hiệu quả. Buổi tọa đàm là dịp để ban tổ chức chia sẻ những định hướng phát triển của công ty gắn liền với vùng Tây Nguyên. Bên cạnh đó, đội ngũ kỹ thuật của hai công ty đã chia sẻ giải pháp tốt đất khỏe cây đến với nhà vườn. Giải pháp tốt đất khỏe cây là giải pháp được công ty cổ phần Land Agrivo kết hợp tập đoàn Adama triển khai tại các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Long, Đông Nam Bộ và kể cả các tỉnh thuộc khu vực phía Bắc. Và hôm nay chúng tôi tổ chức buổi tọa đàm với cùng với chủ đề tốt đất khỏe cây cho nhà vườn tại khu vực Tây Nguyên. Và với giải pháp này thì tọa đàm có hai phần. Thứ nhất là tốt đất là chúng tôi xử lý các sản phẩm, ví dụ như niêm yết và bao nhiêu phọt để xử lý những loại vi sinh vật nấm bệnh gây hại trong môi trường đất để tạo ra được môi trường đất tốt hơn. Và đối với giải pháp khỏe cây là chúng tôi sử dụng những sản phẩm dinh dưỡng, đặc biệt là nhóm dinh dưỡng amino acid đến từ tập đoàn TNA của Hà Lan, đó là Aminofis và Aminotep đến từ Hà Lan. Và bên cạnh đó, sản phẩm chất sâu 500 EC của công ty cổ phần Land Agrivo là một trong những sản phẩm chuyên trị cái nhóm côn trùng kích thúc và côn trùng miệng nhai trên cây trái. Qua đó thì chúng tôi hình thành được cái quy trình sử dụng bộ sản phẩm của Land Agrivo kết hợp với Adama cho nhiều nhà vườn trồng cây sầu riêng và một số loại cây trồng đặc trưng của vùng Tây Nguyên hiện nay.